Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày 14 tây tháng 7 năm 2020 và là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam lúc mà làm video này đã là ngày thứ tư thì chúng ta nhìn vào tình hình tài chính ngày hôm nay chúng ta sẽ nói tới tình hình tài chính trong video này tại vì trong video 632 chúng đã chia sẻ với các bạn liên quan tới tin tức lớn nhất liên quan đến crypto hôm nay đó chính là tin tức liên quan tới PayPal. Nhưng mà nào mà chưa xem thì cũng nên xem video 600 32 chúng ta nhìn vào tình hình tài chính nói chung thì các bạn thấy được là các chỉ số đã tăng lên hôm nay chỉ số Dow Jones đã tăng 2,13% chỉ số S&P 500 đã tăng 1,34% và chỉ số Nasdaq đã tăng 0,94% thì chúng ta cũng nên nhớ được là tình hình ngày hôm qua như thế nào hôm qua thì mở đầu là chứng khoán đã tăng lên tại vì chúng ta nhận được những tin tức liên quan tới công ty Pfizer và công ty BioNTech nói là có cái khả năng đưa ra vắc xin sớm hơn tại vì đã được FDA cho đi theo một cái tuyến đường nhanh hơn để mà ra vắc xin thì lúc đó À, thị trường đã sôi động lên và đẩy giá cổ phiếu tăng lên. Chúng ta nói tới những cái chỉ số như là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq. Nhưng mà sau đó chúng ta đã nhận được những cái tin tức rất là xấu liên quan tới dịch bệnh và điển hình là tin tức liên quan tới California đã đưa ra thông tin thống đốc của Cali là Gavin Newsom đã đưa ra thông tin là sẽ lại đóng cửa lại một số những cái thương nghiệp và điều này đã làm cho có sự hoang mang và dẫn đến việc là cổ phiếu lại đi ngược trở xuống và các bạn thấy được là Dow Jones hôm qua có thời điểm đã tăng lên 500 điểm nhưng mà kết thúc chưa tăng lên có 10 điểm và trước khi mà chúng ta nói về tình hình hôm nay tại sao cổ phiếu đã tăng lên và phần lớn là liên quan tới những thu nhập của những ngân hàng và không những là cổ phiếu kết thúc hôm nay là một màu xanh và chúng ta nhìn vào pre market những hợp đồng tương lai thì ngày mai cũng là một màu xanh nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển chúng ta nhìn vào một số những thông tin dẫn đến việc là các chỉ số chứng khoán tăng lên hôm nay thì các bạn thấy được là phần lớn là liên quan tới thông tin liên quan tới ngân hàng mặc dù là chúng ta đang đối đầu với lại một cái dịch bệnh nhưng mà vẫn có ngân hàng có được rất nhiều lợi nhuận các bạn thấy được là ngân hàng TP Morgan ngày hôm nay đã đưa ra thông báo là cái quý 2 mới đây đã kết thúc là cái thu nhập tổng cộng cho quý 2 là 33,8 tỷ đô la. Trong đó các bạn thấy được là cái số lợi nhuận cũng rất là nhiều. Cái số lợi nhuận đã là 4,69 tỷ. Có nghĩa là còn cao hơn là nhiều người chẩn đoán. Vì lý do đó các bạn thấy được là cổ phiếu của JP Morgan đã tăng lên. Thì JP Morgan nói là lý do tại sao mà thu nhập tăng trưởng phần lớn là đến từ những cái thu nhập liên quan tới cái bộ phận doanh nghiệp cũng như là bộ phận đầu tư chứ không phải là đến từ cái bộ phận ngân hàng tư nhân hay là cái ngân hàng thương mại. Và các bạn thấy được là để hiểu rõ hơn thì cái bộ phận uh, ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư của JP Morgan đã có cái thu nhập là 5,5 tỷ đô la cho chúng ta thấy được là cái thu nhập này là cái thu nhập đạt kỷ lục cho cái bộ phận này của JP Morgan và có thể nói là cái bộ phận này thu nhập như vậy còn nhiều hơn là cái bộ phận khác của công ty và có thể nói là cái bộ phận này thu nhập nhiều đến nỗi mà những bộ phận khác của công ty cộng lại phần lớn cũng không có bằng cái thu nhập của bộ phận à, ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư của jp morgan và ngược lại chúng ta nhìn vào những cái bộ phận ngân hàng tư nhân và ngân hàng thương mại Có nghĩa là chúng ta nói tới à, thu nhập từ những cái chi nhánh của JP Morgan khi mà người bình thường chúng ta vào gửi và rút tiền Thì cái bộ phận đó thực sự đã bị lỗ Các bạn thấy được là trong cái quý 2 này Cái bộ phận liên quan tới ngân hàng tư nhân Nghĩa là ngân hàng mà các bạn và Thuận có thể là vào mở ngân hàng ở JP Morgan thì bộ phận đó đã bị lỗ là 176 triệu đô la so với lại một năm trước đây cái quý là 4, 2 là lời 4,2 tỷ đô la và bộ phận ngân hàng thương mại thì đã bị lỗ 691 tỷ so với lại cái quý 2 của năm 2019 là lời 1 tỷ đô la. Thì trước hết chúng ta sẽ nói về là tại sao mà JP Morgan lại bị lỗ liên quan tới cái bộ phận ngân hàng tư nhân cũng như là cái bộ phận ngân hàng liên quan tới uh, thương mại. Tại vì dịch bệnh, các bạn thấy là rất đơn giản là trong thời kỳ dịch bệnh này thì cái nhu cầu ngân hàng của người dân đã bị giảm đi, tại vì người dân không có ra ngoài mua sắm hoặc không có sử dụng thẻ tín dụng nhiều, họ không có những cái nhu cầu như là mượn tiền để mà mua xe. Vì cái lý do đó các bạn thấy được là cái thu nhập của ngân hàng tư nhân đã bị giảm xuống. Và ngân hàng thương mại thì cũng rất dễ hiểu Các bạn thấy được là những cái thương gia thì đâu có mở cửa trong thời gian cái quý 2 mấy tháng đã bị đóng cửa Cho nên cái số phí mà họ trả cũng như là nhu cầu của ngân hàng cho những cái doanh nghiệp đó cũng không có nhiều Và bộ phận ngân hàng thương mại đã bị giảm thu nhập rất nhiều Nhưng mà ngược lại thì sau năm 2008 JP Morgan À, dựa theo bài viết này thì đã bắt đầu lót đường cho cái bộ phận ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư tại vì trong cái thời kỳ mà cục dự liên bang giảm lãi suất và đã ra quyết định là mua lại nhiều trái phiếu trên công ty tư nhân cho nên lúc đó đã có rất nhiều những công ty tư nhân mà họ đang cần tiền mặt họ đến công ty jp morgan để nhờ công ty jp morgan nhờ cái ngân hàng này tư vấn cho họ để mà phát hành trái phiếu để bán cho những cái nhà đầu tư cũng như là bán cho cục dự liên bang của hoa kỳ khiến cho là cái thu nhập tư vấn của ngân hàng đầu tư của jp morgan đã tăng lên rất là nhiều cộng vào đó nữa các bạn thấy là nhiều doanh nghiệp cũng cần phải đến jp morgan để mà họ điền đơn để mà mượn cái số tiền hỗ trợ đến từ chính phủ liên bang vì lý do đó, JP Morgan là một cái ngân hàng đã có được cái thu nhập rất là cao uh, trong một quý 2 này, mặc dù chúng ta đang đối đầu với một cái dịch bệnh rất là lớn và thậm chí là các bạn thấy là chi khi Morgan nói là có thể trong cái quý 4 là sẽ bắt đầu mua lại cổ phiếu trên thị trường thì mua lại cổ phiếu trên thị trường là một điều mà đã xảy ra trong vòng mấy năm nay thì khi mà một công ty mà mua lại cổ phiếu trên thị trường có nghĩa là họ sẽ dùng cái tiền mà kiếm được từ lợi nhuận họ dùng tiền đó mua lại cổ phiếu để mà đẩy giá cổ phiếu lên trên thị trường đây là cách mà nhiều công ty đã làm trong lúc mà có thu nhập cao nhưng mà trong thời điểm này JP Morgan vẫn nói là có hy vọng là bắt đầu cái quý 4 này sẽ bắt đầu mua lại nhiều cổ phiếu trên thị trường để mà giữ giá cổ phiếu cho công ty JP Morgan. Nhưng mà không phải ngân hàng nào cũng may mắn như là JP Morgan. Hôm nay thì cổ phiếu của Wells Fargo đã bị giảm 5% sau khi mà Wells Fargo nói là cái quý 2 này đã bị lỗ tổng cộng là 2,4 tỷ đô la và cái uh, cổ tức có nghĩa là cái số tiền mà công ty Wells Fargo trả cho những cái người mà đang lưu trữ cổ phần của Wells Fargo đã bị giảm xuống chỉ còn có 10 cent và nhiều nhà phân tích thì biết là công ty Wells Fargo có thể là bị lỗ khi mà họ khai cái quý 2 này nhưng mà cái sự lỗ lã của công ty Wells Fargo đã còn nhiều hơn gấp 3 lần so với những gì đã được dự định các bạn thấy là nhiều nhà À, phân tích thì nghĩ là công ty Wells Fargo phải lỗ tính theo từng cổ phần là khoảng 20 cent Nhưng mà cuối cùng đã lỗ tới 66 cent cho một cái cổ phần Và ngay cả cái thu nhập chúng ta không nói tới là à, lời lỗ Mà cái thu nhập vào, cái nguồn thu vào cũng đã thấp hơn là nhiều người dự tính Các bạn thấy được là nhiều người dự tính là trong quý 2 này Wells Fargo sẽ đem vào được khoảng 18,4 tỷ đô la Nhưng mà cuối cùng thu nhập chỉ có 17,8 tỷ đô la Vì lý do đó cổ phần của công ty Wells Fargo đã bị xuống giá thì điều mà không muốn chia sẻ với các bạn ở đây là các bạn thấy được là khi dịch bệnh xảy ra thì là một điều đáng tiếc uh, cho rất nhiều công ty, rất nhiều công ty là sẽ bị lỗ lã trong thời gian dịch bệnh này. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà các bạn nhìn xa hơn, giống như là công ty JP Morgan sau khi mà khủng hoảng tài chính năm 2008, như là lúc đó thì Fed đã giảm lãi suất và cũng khuyến khích người dân mượn tiền cũng giống như là thời điểm này. Uh, cho nên JP Morgan trong vòng mấy năm qua đã liên tục phát triển cái bộ phận uh, ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư để mà phục vụ những cái khách hàng ở trên phố Wall và cuối cùng các bạn thấy đã có thể kiếm được lợi nhuận trong khi mà nhiều ngân hàng khác đã bị lỗ lã trong quý 2 mới đây và để các bạn hiểu rõ hơn là ngân hàng JP Morgan Chase và ngân hàng Wells Fargo là hai ngân hàng như thế nào ở thế giới thì hai ngân hàng này là hai ngân hàng cực kỳ lớn, không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà là lớn tầm cỡ thế giới Chúng ta nhìn vào đây là một bài viết được chia sẻ bởi uh, trang web Đức Roller Bài viết này đã được viết cách đây không lâu, ngày 19 tây tháng 5 năm 2020 như là cách đây uh, không tới 3 tháng Thì trong cái bài viết này đã chia sẻ 10 ngân hàng lớn nhất trên thế giới, các bạn thấy được là 10 ngân hàng này thì 4 ngân hàng là ngân hàng thuộc trì cái sự quản lý của chính phủ Trung Quốc. Chúng ta thấy được là đứng đầu là ngân hàng công thư của Trung Quốc. Đứng thứ nhì là ngân hàng xây dựng của Trung Quốc. Đứng thứ ba là ngân hàng nông nghiệp của Trung Quốc. Mãi cho đến đứng thứ tư các bạn mới thấy được là một cái ngân hàng tư nhân mà không liên quan đến chính phủ Trung Quốc. Nhưng mà thứ năm lại là Bank of China nghĩa là ngân hàng trung ương của Trung Quốc. Cho nên các bạn thấy được là trong 10 cái ngân hàng lớn như thế giới thì bốn ngân hàng đã là ngân hàng Trung Quốc nhưng mà thật ra cái sự so sánh này cũng không có phải là cái sự so sánh mà ngang hàng lắm tại sao tại vì các bạn thấy được là chúng ta đem so sánh một ngân hàng mà có sự hỗ trợ của chính phủ với lại một ngân hàng tư nhân như là các bạn thấy được là ngân hàng Mitsubishi nhưng mà chúng ta nhìn vào cái xếp hạng này thì các bạn thấy được là nếu không tính những ngân hàng ở Trung Quốc chúng ta chỉ tính những ngân hàng tư nhân thì các bạn thấy được là đứng đầu tiên là ngân hàng Mitsubishi hay là ngân hàng MUFG. Sau khi mà ngân hàng Mitsubishi mua lại ngân hàng Union Bank thì hai ngân hàng đó đã hợp lại với nhau đã trở thành MUFG. Đây là một ngân hàng ở Nhật Bản và nếu như chúng ta không tính và như thường mới nói chúng ta không tính những cái ngân hàng mà liên quan tới chính phủ Trung Quốc chúng ta chỉ tính những ngân hàng tư nhân thực sự thì các bạn thấy được là đứng đầu là ngân hàng Mitsubishi ở Nhật Bản đứng thứ nhì đó chính là ngân hàng JP Morgan Chase cho nên các bạn thấy được là tính theo tầm cỡ thế giới thì ngân hàng mà không thuộc quyền quản lý của uh, chính phủ thì ngân hàng JP Morgan Chase là ngân hàng lớn thứ nhì cho nên đây là một cái tin tức rất là lớn liên quan tới thị trường tài chính là ngân hàng JP Morgan Chase có được lợi nhuận trong thời kỳ dịch bệnh này. Đương nhiên, ngân hàng JP Morgan là ngân hàng của Hoa Kỳ. Kế tiếp là ngân hàng HSBC, tuy chúng ta gọi là Hong Kong Shanghai, nhưng mà cái ngân hàng này là ngân hàng có trụ sở ở London. Đứng thứ tư là ngân hàng BNP Paribas, đây là một cái ngân hàng ở nước Pháp. Và đứng thứ năm là ngân hàng Bank of America, đương nhiên là ngân hàng của Hoa Kỳ và các bạn thấy được là đứng thứ sáu trên thế giới không tính như cái ngân hàng mà thuộc sự quản lý của chính phủ Trung Quốc thì các bạn thấy được là Wells Fargo là ngân hàng đứng thứ sáu trên thế giới là ngân hàng ở California ở Hoa Kỳ cho nên hai tin tức liên quan tới JP Morgan Chase và Wells Fargo đương nhiên là hai tin tức rất là lớn trong thị trường tài chính ngoài từ những cái tài liệu này ra thì các bạn thấy được là hôm nay thì chúng ta cũng không có nhận được những cái tin tức xấu lắm liên quan đến dịch bệnh đương nhiên là cái số ca nhiễm vẫn tăng lên nhưng mà chúng ta thấy được là ở Florida thì cái ca nhiễm hàng ngày hôm nay thì đã giảm đi so với lại cái sự tăng trưởng trung bình trong vòng 7 ngày qua và ở Cali thì cái số ca nhiễm hôm nay cũng không cao bằng ngày hôm qua. Đây đương nhiên là một cái tin tức tốt và một cái tin tức tốt hơn khiến cho chúng ta thấy được là chắc chỉ số của futures hợp đồng tương lai đã toàn một màu xanh ngày hôm nay như là Dow futures, S&P futures và Nasdaq futures thì các bạn thấy là điều tăng trưởng thì một trong lý do dẫn đến sự tăng trưởng này đó chính là công ty Moderna công ty Moderna này đã đưa ra một cái thông báo là sau khi thử nghiệm vaccine chúng ta cũng đã nói tới là công ty Moderna cách đây 2-3 tháng thì đã bắt đầu thử nghiệm vaccine và nói là cái quá trình thử nghiệm vaccine này đã cho thấy được là vaccine của công ty Moderna đã có một số kết quả rất là tốt là 45 người mà thử nghiệm đều có dấu hiệu là miễn nhiễm dịch bệnh cho nên đây là một cái thông tin mà khiến cho nhiều nhà đầu tư có thêm lòng tin vào tình hình tương lai về việc là hồi phục nền kinh tế như thế nào và các bạn thấy được là thị trường chứng khoán trong vòng mấy tháng qua thì như là một cái tàu lượng sống một ngày thì chúng ta nhận được tin tức tốt thì đi lên ngày hôm sau thì hoàn toàn đi xuống thậm chí là các bạn thấy được là cái chỉ số futures thì bây giờ tăng lên nhưng mà tối nay hay là sáng mai chúng ta nhận được một cái tin tức nào đó chỉ cần chúng ta nhận được là một cái tiểu bang lớn nào như là florida hay là new york lại đóng cửa trở lại thì chứng khoán lại sẽ là một màu đỏ cho nên các bạn thấy là tình hình bây giờ là không biết được ngày mai ra sao chúng ta chỉ có thể là quan sát từng ngày và đương nhiên các bạn thấy là chứng khoán như thế nào sẽ có sự ảnh hưởng trực tiếp đối với thị trường crypto đây cũng là cái lý do tại sao mà thường muốn đem đến những cái thông tin tổng quát hàng ngày liên quan tới thị trường tài chính cho các bạn và tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và nếu như các bạn muốn theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội thì bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là cái link Facebook, Telegram và Twitter Và nếu như các bạn là một trader mà muốn tìm hiểu những sàn giao dịch crypto thì trước khi mà các bạn đăng ký một sàn nào thì bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital những ưu đãi cho những sàn margin như là sàn NEXX hay là sàn Bybit và những sàn thông thường như là sàn Binance và sàn Coinbase và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp tạm biệt các bạn